Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ thử chơi một cái game tên là Everworld các bạn. Hay là các bạn .io. Các bạn có thể download game này trên Google Play hoặc là iOS cũng được. Và mình thấy cái game này nó khá là hay các bạn, nó có thể dễ gây nghiện đó. Ở đây mình chơi mình chết hoài các bạn. Mình cố gắng unlock tối đa có thể nhưng mà vẫn chưa được các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào game nhé các bạn. Ok, ở đây chúng ta sẽ di chuyển bằng cái chuột các bạn đó. Ở đây chúng ta sẽ đi, cố gắng chúng ta đi kiếm chúng ta ăn mấy cái cục này để chúng ta lên nè, hoặc là chúng ta đánh ra bạn đó. Nói chung là game này chơi khá. Oh my god. dễ bị chết luôn các bạn. Oh my god, chơi dễ chơi, nó đã giết mình các bạn. Trời ơi. Cái này bạn nào mà đã chơi game này và đã lên được cấp độ mấy hãy để lại comment cho mình biết nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cố. Đó, mình lên được cấp rồi các bạn. Nè. Gà. Trời ơi, mấy này nó đánh dữ các bạn ơi. Đâu. À, đi kiếm ăn. Ôi, oh my god. Cái này dữ quá. Nãy giờ mình chưa giết được bạn nào mà màn nào ai luôn á. Ôi. Để mình kiếm ôi, mình vừa lên cấp 1 các bạn. Oh my god, đây nè. Oh my god. Oh my god. Mình sẽ trả thù, mình sẽ trả thù. Ôi, không thể tin được luôn á. Mới ra mà nó giết mình rồi. Oh my god. Oh my god. Trời ơi. Bạn nào đã chơi được lên cái level cao bao nhiêu bạn hãy để lại comment cho mình cho các bạn. Ok, cái này mình ôi, cái gì? Ôi. Sao nhiều quá. Đây khi mình càng nhỏ thì mình dễ giết bạn. Oh my god. Không thể tin được luôn á. Trời ơi. Hôm nay mình cố gắng mình sẽ chơi vào khoảng nửa tiếng đồng hồ thử coi cái level tối đa của mình là bao nhiêu các bạn. Ôi, sao mấy thằng này nó chạy nhanh dữ vậy ta? Mình cũng dùng cái nút tăng tốc nhưng mà sao mình chạy không nhanh quá. Oh my god. Đây nè. Ok, mình giết được người. Ở đây các bạn phải dùng chuột các bạn, chứ các bạn dùng phím là khó mà giết nó được ạ. Ok, hôm nay mình sẽ chơi khoảng nửa tiếng thử coi cái level tối đa của mình là bao nhiêu nha các bạn. Cái này rất là chết chơi các bạn. Này mình sẽ kiếm đồ ăn ha. Đó, mình ăn khi nào mình lớn, đủ lớn là mình sẽ chiến. Hiện giờ là cái Lebuco nó đang dẫn đầu danh sách các bạn. Hay quá, game này chơi dễ bị nghiện lắm các bạn. Ủa đâu rồi? Hết đối thủ rồi. Oh. Tốt nhất là khi mình gặp cái level cao hơn mình thì mình trốn được các bạn. Ui. Đây nè, không. Ui. No. No way. Đâu nhiều dữ vậy. Trời ơi. Đó, mấy này nó bự quá. Mấy này nó bự quá, mình lại chơi không lại nó đâu. Tốt nhất là mình nên chạy trốn đó các bạn ơi. Ok. Đâu rồi. Ui. Oh my god. Thằng khỉ này. Ok, này chắc mình revive quá các bạn, mình lích vô đây để mình sống sót tiếp. Không thể tin được luôn các bạn, mình mới vừa sống sót là nó giết mình đi các bạn. Oh my god. Tin mấy ngày được, bây giờ mình sẽ đi tấn công các bạn ơi. Mình hiền quá là nó hiếp mình. Mình phải đi mình tấn công. Mình chủ động tấn công các bạn. Nãy chiến thuật của mình là ở tại nhà. Đó, mình sẽ tấn công mấy cái em nào nhỏ nhỏ đó các bạn. Ok. Oh my god, đâu nhiều như vậy. Ôi. Ôi. Ôi nhiều quá. Tốt nhất là chốt đi chỗ khác. Để mình đủ sức cho mình chiến á. Đó, bây giờ mình sẽ chủ động tấn công cái này. Ok. Đó. Ok, đó các bạn thấy nãy giờ mình giết được nhiều chưa? Ôi, anh em hả? Anh em hả? Nói chung mình cũng không nên chiến đấu nhiều. Có lên level. Ôi, cái này dữ quá.
Oh my god. Sau khi mình xin sống sót thì mình tiếp tục chơi các bạn. Ok. Oh, mấy này nó bự quá. Mấy này nó bự quá. Oh, mấy này bự quá các bạn. Chơi cẩn thận á. Cái này không khéo là dễ bị chết lắm á. Oh, mấy đó sao nó bự dữ vậy? Ủa, nó có mua đồ không ta? Hay là nó có cái gì không mà sao nó bự dữ vậy? Oh, oh my god. Không thể tin được luôn. Mấy này nó ác quá. Nó ác quá. Ác quá các bạn. Oh my god. Oh my god. Ở mấy này trong bao nhiêu dữ bự dữ vậy ta? Ơi sao kỳ dữ vậy? Ơi. Mấy này nó bự quá, nó bự quá. Đây mình lên nâng cấp lên các bạn. Ôi mấy này sao nó đi nhanh quá nè. Mấy này nó dí mình các bạn. Oh my god. Này nó dí mình nè. Ăn đồ hả? Ăn đồ. Ăn đồ hả? Oh my god, nó dí mình kìa. Ai không chơi, không chơi. Ơi. Nè nè nè, đồ ăn nè, đồ ăn nè. Ăn gì nè, đó, lên cấp. Ok. Hy vọng mình sẽ lên được một vài cấp này cho đã các bạn ạ. Level up, nó cái mấy cái thằng đó dữ lắm. Không nên tới gần đó các bạn. Tốt nhất là mình nên chạy đi. Nó tổ mấy thằng đó cái búa thấy ghê. Oh my god. Ở đâu mà nhiều dữ vậy ta? Trời ơi. Trời ơi. Ở gì nó đứng về hai bên nó bao vây mình các bạn. Oh my god. Không thấy tin được. Ở đâu mà nhiều quá vậy? Ở đâu mà cũng lớn quá. Mình đang đứng thứ 11 các bạn. 12 rồi. Ừ. Trời ơi, mình là sống sót các bạn. Sống sót bằng cách là mình xem quảng cáo các bạn. Ok. Cái này mình phải cố gắng, mình phải lớn lên chút các bạn. Oh my god. Đây nè, đây nè, nhiều thức ăn này, nhiều thức ăn này, nhiều thức ăn nè. Ui. Đó, ôi có mấy thằng kia nữa, ghê quá, ghê quá, ghê quá. Ui. Đó, mình lên đường cấp rồi các bạn, không biết lên cấp mấy nữa. Nhưng mà hy vọng mình có thể giữ cấp độ này. Giữ cấp độ này. Cái này các bạn phải sử dụng chuột đồ thành thạo á, chứ thôi là cũng khó mạng á. Đây mình chơi trên Lustack các bạn. Ủa có cái thằng nào bự dưới hả? Ừ. Đó, cấp độ mình đang đứng ở thứ 10 các bạn, cố gắng mình sẽ lên số 5 thứ là được không? Ủa, hình như càng lớn là mình đi càng chậm các bạn. À, hình như mình càng lớn là nó càng chậm các bạn ơi, ngộ ha. Hả nhỏ thì mình lại dễ nè. Đó, mình đang có cái đầu lâu nè. Đâu rồi, đâu rồi. Hình như cây kiếm mình nó dài hơn các bạn. Đó, oh my god, mình lên được rồi nè các bạn. Nhưng mà sao mình vẫn cấp 10 á, con quỷ này dữ quá. Chống nó đi. Tốt nhất mình đừng tham gia mấy cuộc chiến của tụi nó. Từ khi nó chiến đấu mình là mình chiến đó thôi. Ok, mình sẽ đi ăn từ từ các bạn. Ôi ôi, nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Này mình nãy mình sắm sắp. Một lần cận. Ôi, miếng bỉ kia. Ôi, hồi hộp quá các bạn, hồi hộp quá. Mình đang đứng số 13. Ôi, mình lên được cây kiếm các bạn. À, mọi người đó. Oh my god, cấp ấy đây. Hình như cái con của mình nó bự hơn mấy con kia hay sao các bạn. Nè, mình cảm giác vậy á. Mình không muốn chiến đấu đâu, đừng có chiến đấu mình. Mình muốn lên cấp thôi. Đâu. Oh my god, đừng chiến đấu mình, đừng bắt buộc mình phải chiến đấu. Trời ơi, có mấy cái con khá bự bạn. Ủa sao giờ mình lên 15 rồi, mặc dù mình bự các bạn. Kỳ vậy. Thôi các bạn đã chơi được tới level nào hãy để lại comment cho mình nha. Mình lên được cấp nữa các bạn. Ok, kiếm mình giờ có vẻ hơi sắc nè. Đó, không, hình như mình chém nhanh hơn các bạn. Ừ.
Mình không muốn chiến đấu đâu, mình tại sao các bạn chạy lại mình? Hả? Cái gì kỳ vậy? Mình chỉ muốn ăn thôi. Mình chỉ muốn ăn ăn đồ thôi. Mình chỉ muốn ăn đồ thôi. No way. Đừng đừng chiến đấu với mình không mình chỉ muốn ăn đồ thôi. Mình chỉ muốn ăn đồ thôi, đừng chiến mình. Ôi sao cái vị trí của mình? Vị trí của mình. Ôi, mình được các bạn. Cái cây mình như nhiều khá dài quá. Mày có hết, không tin được, không thể tin được. Wow. Ơi, mình không thích chiến đấu đâu, mình chỉ thích ăn đồ thôi. Bạn nào đừng có lại gần mình là được. Ôi, hồi hộp quá các bạn. Nhưng mà tại sao mình vẫn đứng thứ 13 ta? Không hiểu luôn á. Cái này nó lại đánh mình à. Mấy nó đánh mình là mình không muốn đánh á, mình nó cứ lợi xung quanh mình chi không biết nữa. Mình không muốn đánh các bạn đâu. Các bạn đừng có chọc mình. Hình như cái con của mình nó đi chậm quá các bạn. Ôi sao cái con mình nó đi chậm quá bạn. Đừng lại mình không có thích đánh đâu. Mình không có thích đánh đâu. Đừng có lại mình không thích đánh đâu. Ủa cái con kia cái nó dữ quá các bạn ơi. Oh my god. Ôi mình không thích đánh đâu. Mình không thích đánh đâu. Ủa cái con quỷ kia. Con quỷ kia. Oh my god. Không thể tin được. Ơi chán quá, nó giết mình rồi. Hình như càng lớn mình đi càng chậm á các bạn. Cho nên là ở đây là mình càng nhỏ là mình di chuyển nó nhanh, khá nhanh. Oh my god. Thằng dịch vật. Đúng là chơi cái này tương đối khó các bạn. Nãy lên được cái level đó là cực khổ của mình rồi, mấy ngày nó giết mình đó các bạn. Okay, here we go. Mấy này nó ghê quá. Trời ơi, đâu mà nó dữ vậy ta, nó bự quá. Oh my god, nó dồn mình vô góc các bạn. Oh my god, nó dồn mình vô góc rồi. Rồi đâu ý, ui. Nó đang nhốt mình vô góc rồi các bạn, không biết chạy đường nào luôn á. Rồi vô đây đâu có gì đâu ăn. Có gì đâu ăn. Oh my god, sao có gì đâu mà ăn, đâu có gì đâu mà ăn. Trời ơi, vô đây vô gấp rồi. Trời ơi, tại sao vô gấp rồi, tại sao vô gấp, tại sao vô gấp. Ôi, cái này vô gấp các bạn, vô gấp. Này vô gấp rồi, cái này bự quá, cái này bự quá. Oh my god, thằng dịch vật. Mình vừa xin revive các bạn. Oh my god, nhưng mà ở đây nó nhiều 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 cao thủ quá. Nhiều quá cao thủ quá. Giờ làm sao? No way. Oh, này Trung Quốc à, Trung Quốc nè. Trung Quốc. Trời ơi. Không thể tin được các bạn, bây giờ nó lớn quá mà làm lại nó các bạn ơi. Ôi, cái này thật là khó luôn, khó quá. Ui, mình đang là tí hon nè các bạn. Mình phải đi ăn các bạn ơi. Đầu tiên mình phải đi ăn cái đã. Trời ơi, quá trời rồi, quá trời, quá trời, quá trời. Mấy ăn bự, nó ăn đồ bự không các bạn. Một khi mà nó đã lớn rồi là nó khó mà giết nó được các bạn. Oh my god. Trời ơi, mấy cái kiếm biết chừng nào mình mới lên được đó ta. Kiếm cái này ghê quá, kiếm cái này ghê quá. Trời ơi, đi luôn. Trời ơi, cái thằng kỹ. may mắn quá. Đó, bây giờ mình đi ăn kiếm ăn mấy cái đường này bay qua. Ôi, cái thằng kia. Ghê quá trời bự.
Đâu có trời, đâu có trời, đâu có trời. Bây giờ nó, bây giờ các đối thủ của mình hình như nó lớn hết rồi các bạn, mình đang nhỏ xíu rồi các bạn. Oh my god. Thôi mình không chơi đâu. Oh my god, cái thằng đó làm gì nó bự dữ vậy ta? Mình không nhìn thấy cái mặt nó luôn các bạn. Bởi vì mình thấy mặt là nó là mình nó xử mình liền. Trời ơi. Nó đâu mà dữ vậy? Trời ơi. Trời ơi. Cực kỳ luôn. Cố lên, cố lên, cố lên. Cái kiếm mình nhỏ, mình chém cũng dữ mà. Này. Hình như là mình phải đi chém á, mình mới được lên cấp các bạn. Cũng không phải dễ gì giờ lên cấp đâu. Ờ, mấy thằng đó cái kiếm nó bự quá. Kiếm nó bự quá. Kiếm nó bự quá. Trời ơi, cái kiếm này bự quá. Wow. Ok. Lên cấp nó đi. Rồi bây giờ mình có thể dắt kiếm đi ra giang hồ được rồi đó các bạn. Ok, here we go. Here we go. Này mình đã trở thành chuẩn bị trở thành cái biển trẻ tuổi rồi nè. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ok, here we go. Trời mới ra như vậy tên là thấy một cái đối thủ khá là mạnh. Trời điểm gì sao tới 6.000 dưới vậy ta? Tôi tính được luôn. Oh my god. Bây giờ mình thành cái biển rồi đó các bạn. Cái biển trong mắt nè. Nhưng vẫn giờ chơi xuyên nhê gì so với các đối thủ của mình đâu các bạn. Ok, here we go. Ok. Ok, mình lên đường cấp nữa các bạn. Oh my god. Oh my god. Kiếm của mình cũng khá là dài các bạn. Không phải sao cả. Trời ơi, mấy cái thằng quỷ. Cái hành anh em Vario, Vario nó dữ quá. Anh em Vario nó dữ lắm các bạn. Khó mà chơi lại nó luôn á. Trời ơi, trời ơi. Ok, here we go. Trời ơi, mấy này nó chạy nhanh thật á. Như mình nhìn thấy mình càng bự mình đi chậm các bạn. Kỳ vậy ta. Làm sao để đi nhanh được. Ôi nó chạy sao mình kìa. Thằng gì con dĩ kìa. Không muốn chơi à. Tôi không muốn giết à. Nó chọc tôi à. Anh đừng chọc mình nha. Anh ghé mà chọc mình nha. Mà chọc mình là mình tiêu á. Ơi quá trời đây nè. Quá trời luôn nè. Quá trời luôn. Quá trời em nhỏ luôn. Thôi mấy em nhỏ này tội nghiệp lắm. Tội nghiệp lắm. Đừng lại đây nha. 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 Ok. Wow. Oh, no way. Ok, mình được 3.000 mấy rồi các bạn. Ôi cái thằng anh em Vario nó dữ vậy ta. Nó tới 13.000 rồi nó gấp 10 lần mình. Không hiểu luôn. Không hiểu
luôn á, tại sao nó dữ vậy chứ? Ok. Ok. Giết được một em nữa rồi, giết được một em nữa rồi. Ôi, mấy thằng kia sao cái cây nó bự quá. Không thể tin được. Mình mới có được 4.000 các bạn. Rồi, lịch sử của mình hình như là chưa vượt qua được khỏi cái em nào mà lớn hơn em này nữa các bạn. Ok, hy vọng là mình. Hy vọng, oh my god. Ok, go. Đang dẹp dạc, nó giết rồi nè kìa. Ok, kỷ lục của mình chỉ có được 5.000 thôi các bạn ơi. 4-5.000 vậy đó. Ok, cố gắng đi. Thì chiến đấu càng ngày càng lên, level càng nhanh càng tốt. Ok, here we go. Bây giờ gặp ai mình cũng chém hết. Chém luôn. Mấy em này đừng có chọc mình nha. Thôi, mày chạy đi. Nó bự quá không? Mày hả? Đừng có chọc em, Em đang bực mình đó. Em đang bực mình đó nha, đừng có chọc em nha. Em không thích đâu. Em không thích ai chọc em đâu. Em không thích ai chọc em đâu. Có một tay này, nó giết cho mình rồi. Ai... để cho mấy thằng bự nó giết nhau đi. Oh my god. Mấy cái không tin được, nó chặn mình các bạn. Mấy cái nè, lại đây nè. Để cho mấy em bự giết mày nè. Ok. Này nó sung quá, nó dí mình. Nó dí mình. Dí mình các bạn, ghê quá. Như mình quay về là nó quay xung quanh luôn các bạn, quay từ chiêu các bạn nè. Em này đừng lợi mình nha, mình giết luôn, cướp biển mình cũng xử luôn. Ok, em go, cướp biển cũng xử luôn. Oh my god, revive. Ok, mình vừa revive một lần nữa các bạn. Mấy em này dữ quá, mấy em này khó chơi quá. Như cái con chuột mình nó cũng di chuyển cũng không tốt lắm các bạn. À, mình cảm giác như là mình điều khiển nó không thuận lợi lắm á. Cái này mình có điều khiển nè, nhiều khi mình không mong muốn được, tức là mình di chuyển cái chuột mình nó không như mong muốn được các bạn. Ok, here we go. À, cái này ước chi mình có hai cái kiếm hai bên các bạn ạ. Đến được kìa, Lisa. Này mình đang được làm ninja các bạn. Ok, here we go, cái nhạc đúng nhạc chiến đấu thì các bạn. Oh my god. Ok, mình lại bị die nè các bạn. Ok, có lẽ là mình sử dụng đây các bạn. Tốc nhất của mình là khoảng 4.371 các bạn. Ok. Mình đã lên lóc tới 12 trong số 25 rồi. Bạn nào đã vượt qua cái màn hà 12 này thì hãy để lại comment cho mình biết nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.